Hello mấy chú nha, 660 khủng nhất Việt Nam nè. Chưa săn nhớ nha. Làm mét tư. Yamani. Lâu lâu lên chơi nha. Để mấy chú biết em có mấy nha. Đời 24 nha. Con này phải gọi là đủ má, khủng nhất Việt Nam luôn nha, châu Âu nha. À, ốc nữa nè, ốc bô nè, vàng khe luôn nha, làm rồng nè. Ốc, ốc bảy màu nè, lâu lâu lên cho chú xem. Mấy em không biết nhiều đâu nha, chỉ biết mấy con này thôi chứ không có rành về mấy lắm nha. Ai ưng thì alo nha. Má phèo á, nhìn đá tin nè. Con này nó đủ khủng nhất Việt Nam chưa? Tin nè. Ai ưng thì alo. Mấy thùng nha, full thùng, thùng đầy đủ nha.